Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả mọi người có một buổi sáng. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ thứ 5. Hôm nay buổi sáng ngày thứ 5. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng 9, đã bước sang tháng 9. Mọi người nhá, chúng ta chỉ còn mùng 1 tháng 9 này, mùng 1 nay là mùng 1 tháng 9 nhá. Thì có nghĩa là chúng ta chỉ còn 3 mùng 1 nữa là mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 11. Vào 1 tháng 12 là hết cái năm 2024 và bước sang năm một cái năm 2025. Thật sự là thời gian nó trôi quá là nhanh các bác ạ, nhanh quá thể luôn. Mới cái ngày nào em vẫn còn nên chúc các bác ngày mùng 1 hoặc ngày mùng 1 mùng 2 tháng giêng chúc Tết các bác. Hôm nay chúng ta đã bước sang tháng 9 rồi, chỉ còn 3 tháng nữa cho những cái kế hoạch, cho những hoạch định của năm 2024. Hy vọng mọi người cũng như là em, các bác và tất cả mọi người còn những cái gì còn dang dở, những cái gì chưa hoàn thành được thì hy vọng mấy cái tháng cuối năm của chúng ta hoàn thành nốt mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bác một ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỷ, phát tài, phát lộc, bình an và sức khỏe mọi người nhá. Thì hôm nay em sẽ lên rất là nhiều những cái sản phẩm mới và cái giá em hứa với mọi người, hôm nay là ngày mùng 1 và em chỉ bán với mọi người với cái đây là lấy một chút lọc thôi, một chút lọc cho mọi người nha, một chút lọc thôi, lấy cái hoan hỷ của các bác, cái vía các bác ngày mùng 1 thôi, chứ còn ngày những ngày này thì anh em yên tâm nó hoàn định chốt được hàng và lấy một chút lọc. Tất nhiên là những ngày này bán vẫn phải có công, như ví dụ ngày bình thường là công 200-300, những ngày này em chỉ lấy 50-100 thôi đó, lấy một chút lọc của mọi người để anh em vui vẻ hoan hỷ ngày mùng 1 thôi mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem clip thứ hai như dành em xin like. Chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và chúng ta sẽ đi vào những cái sản phẩm luôn của ngày hôm nay luôn. Hy vọng là anh em xem được ưng thì chốt nha mọi người nha. Một cái sản phẩm đầu tiên mà muốn chia sẻ mọi người, đây là một cái bức gỗ chắc. Thì em vẫn chia sẻ mọi người này. Anh em đi mua gỗ chắc trên thị trường thì mọi người thứ nhất phải tìm những cơ sở uy tín. Và thứ hai là trước khi mua là phải hỏi người bán thật là kỹ, thật là kỹ là xem người ta có chắc không. Chắc là chắc luôn. Đấy cái được câu chuyện đây anh em mua rồi anh em sẽ biết. Còn chia sẻ mọi người gỗ chắc ấy, nếu mà rẻ thì không có liền đâu mọi người, không có liền đâu. Anh em nó không có liền đâu. Chắc chắn nếu mà rẻ thì chúng ta chỉ có chia hàng chắc thôi. Thế cái câu chuyện mà rẻ mà chúng ta muốn chia hàng liền thì câu chuyện nó không có. Bởi vì là cái gỗ chắc ấy, nó một cái đặc điểm này này. Gỗ càng to thì cái giá thành nó cứ gấp chão lên thôi. Ví dụ như gỗ nhỏ thì là 100, nhưng gỗ nó to là 200, to nữa là 300, to nữa là 400. Và khủng nữa, có những cục chắc ta của mình mà hàng mà đẹp, mà luột, mà chuẩn chắc ta, chắc đen ấy, chắc đen chứ không phải chắc thái ấy, nó có thể lên hàng triệu một cân, hàng triệu một cân luôn. Đó, nên nó càng to cái giá trị nó càng gấp chão lên. Nó không phải là lên 5 giá, 10 giá mà nó gấp đôi luôn. Gấp đôi nó có thể lên 1 triệu một cân nếu mà chắc đẹp. Những cục chắc xịn của mình, các to của mình mà làm được những cái bức tượng mà nó chất nó đen ra, nó ra được cái chất đen đỏ như thế này. Chứ còn làm những cái bức tượng mà anh em xem những cái lúc ảnh mộc ấy mà cái chất nó đỏ lòm ấy, đỏ lòm, đỏ em gọi là đỏ lòm, thì xin đưa mọi người đó là chắc thái đấy, chứ còn không phải chắc ta của mình. Chắc thái thì cái giá nó cũng không hề rẻ mọi người. Chắc thái cũng nó có thể để đến tầm khoảng 200-300 một cân. Còn những chắc ta xịn của mình, nếu bây giờ tím được cục chắc xịn của mình, những cái gốc chắc xịn của mình mà đẹp nó phải đến 1 triệu, thậm chí là 2 triệu. Những cái mặt sập mà làm ghế mà chuẩn chắc Việt của mình nó vài triệu một cân, nó vô giá luôn đấy. Đấy là chắc. Còn đây anh em nhìn đây, nó là những cái phần dễ chắc. Vì sao nó có những cái phần này, anh em nhìn đây này, nó có những cái này này, những cái u này, rồi là những cái phần nũa này này, đây này. Vì sao là nó có những cái này, cái này nó chính là những cái dễ và những cái phần đầu thừa. Ngày xưa ở rừng ấy, người ta đã khai thác và người ta cắt những cái phần này, phần thừa của những cái gốc ra, thì người ta lấy những cái phần to rồi, phần to về người ta đục tượng hoặc là người ta làm những bức tượng to, hoặc người ta đóng nội thất rồi, đóng những bộ sập, bộ ghế, bộ tủ, đóng nội thất rồi, thì còn những cái phần thừa này người ta cắt, người ta vứt bỏ ở rừng hoặc người ta vứt vào những cái kho, lưu kho lại. Thì bây giờ mình hết những cái to thì hết nạc thì vạc đến xương, thì nó còn những cái nhỏ này. Đấy, thì đây là cái một cái cục mình có thể nói là một cái cục chắc đầy liền này. Thì cái giá của những cục này trên thị trường bây giờ nó dao động từ tầm khoảng 150 đến 170 một cân. Nên người ta gọi là đầu thừa. Thực ra nó chỉ là những cái đầu thừa ấy.
Nhưng mà sự là cái chất chắc của nó rất là sướng mọi người nhé. Chắc nó rất là sướng. Và em mình sẽ cam kết với mọi người hàng liền 100% nhé. Chuẩn chắc ta đây. Anh em nhìn này. Liền 100%. Nói rõ luôn mọi người là liền 100%, không chắp ghép, không dặm màu, không vẽ vân. Đế đây, đế cắt ra đây. Đó, chắc đen nhá. Đây. Cái này là mộc mọi người này. Khi chúng ta cắt mộc ra anh em sẽ thấy là nó đen xì luôn. Đen xì luôn nhá. Chứ mà cắt ra nó đỏ lừ mà trên này mà lại đen xì thì để anh em hơi lăn tăn một chút. Nó vẫn có ánh đỏ anh em nhá, vẫn có ánh đỏ. Đây là một cụ thần tài. Một cái cục đầu thừa chắc này em mua cái cân nặng của nó là xít soát 6 cân, nếu là 5 cân rưỡi, 5 cân 7 là xít soát 6 cân. Đấy mà cái giá là 150. Đấy. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng sẽ để cho kỷ niệm cho một anh em nhanh tay nhất. Còn những bức ở trên thị trường mọi người mua rẻ nhất ấy, nếu hàng cam kết vào chất lượng nó dao động tầm khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu một cụ thần tài để bán này anh em nhé. Một chất này anh em chưa vô tụ để em chút đi cái thước đó. Em sẽ báo cho anh em cái giá cực kỳ yêu. Em Minh nghĩ là với cái giá em Minh báo cho mọi người ấy, thì em có thể khẳng định với anh em luôn đấy, nhiều khi anh em đi thuê người ta đục cũng không được cái giá nó hợp lý như thế anh em nhé. Còn đây của em bán cho mọi người là sẽ bao gồm cả gỗ này, bao gồm cả sơn si này, bao gồm công thợ này và bao gồm cả công của người bán như em đó, vẫn có công nhưng mà công chỉ có 50.000 thôi, 50.000 tiền công thôi. Em bán với mọi người cái giá anh em nghe phát là chốt luôn và khẳng định cam kết với mọi người với chất lượng gỗ, khẳng định luôn, đây là lời hứa danh dự cho mọi người, khẳng định. Và anh em về nếu anh em không tin tưởng anh em có thể cào cấu rồi thì anh em đánh cái giáp em xoa đi, những cái chỗ nào nghi ngờ anh em xoa thoải mái. Ok, thiếu ơi nhanh. Cái này cao 25 mọi người nhá. Rất đẹp luôn nè, đầu thừa rất đẹp luôn. Rộng 19. Và dày là 12. Cao 25, rộng 19 và dày là 12. Em để cho mọi người này anh em nghe nhá, 999k, không ship mọi người nhá. Đó, anh em đi thuê đục một bức thần tài này, em xin mọi người, người ta không mời lấy mọi người 1 triệu tiền công, nếu thợ phải lấy 1,5 triệu tiền công đục tay nhé. Để đục tay nó có chuyện, nó có đục máy không làm đâu nhá. Và gỗ nhiều khi anh em mua của gỗ này chiều khi 900 nó đủ tiền gỗ này. Đó, một bức duy nhất nha, được một bức duy nhất thôi. Chất này, chất lại để về chơi nghìn năm không hỏng, còn gì đâu mà hỏng ạ. Đó nha, sản phẩm đầu tiên em sẽ lên một vài cái món nhỏ nhỏ trước, xong rồi chúng ta sẽ lên những cái hàng to dần dần. Tiếp theo có một cái con heo cẩm rất là đẹp, đầu một đầu tháng lên mấy cái sản phẩm đẹp đẹp mà giá hợp lý tí cho anh em chốt, anh em yêu cho thích này. Anh em nhìn cẩm này, đây là cái phần đế, đây nó là những cái rễ cẩm nhá. Thật ra với cái gỗ cẩm mà mình nhìn cái phần đế nó mộc, đây là đế mộc nhá, mà nó đã uy tín như này rồi thì chắc chắn là mình chốt luôn được anh em, không phải đắn đo. Ok, lâu lắm em mới làm lại heo cẩm, chắc phải tầm gần một tháng này em mới làm lại heo cẩm. Mà anh em thử làm cái chất gỗ nhá, mọi người có thể thấy cái con heo này này, nó có cái phần gỗ rất là dày. Đây mọi người nhìn này, anh em có thấy nó rất là dày gỗ. Đó, em đây em là mùng 1 đầu tháng này, em phải nọc những cái con đẹp nhất nhá. Những con nào đẹp nhất em nên cho anh em chốt cho nó hoan hỉ. Đây mọi người xem nó rất là dày. Dày đúng không ạ? Và cục này nó là một cục gần như là đặc. Đặc hết và nó rất là dày, một cái rễ nhưng mà rất là dày. Đó, tuyệt vời luôn. Và mọi người có thể nhìn đi. Đó, đây là một cái rễ nhưng mà nó đặc và nó dày mịn nhìn rất đẹp luôn. Cái chất của nó thì rất là sáng, chất sáng và cái vân của nó rất là nhiều chun cũng rất là đẹp. Mọi người tự đánh giá thôi nhưng em nghĩ là đây là một sản phẩm xuất sắc rồi.
Và với cái giá em đưa cho mọi người thì không, anh em không 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 cần phải đắn đo đâu ạ. Tuyệt vời anh em nhé, gọi là quá tuyệt vời đúng không? Đó, ok chưa? Này rất là nhiều chun nhé, vì nó là những cái rễ thì nó sẽ có phần những phần chun. Và em mình cam kết mọi người này, hàng quả đẹp luôn nhé, không có chấp ghép đâu ạ, ghép vân cũng không có đâu. Đây này, con này thì giá trị cực kỳ luôn đấy. Đây mùng một là chỉ nên hàng đẹp cho anh em chút thôi. Rồi cái nó dày ấy, dày mà nó rất là đều đặn, đều đặn, nó không 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 bị thừa, không bị thiếu. Em sẽ đo kích thước cho mọi người nha. Chiều rộng của chú này là 30 này, to phết đấy ạ. Củ cẩm này bọn em mua với cái giá 70.000 một cân ấy. Rộng 30, sâu của tác phẩm này là 19,5. Và chiều cao, nhưng mà chiều cao nó rơi tầm 18 anh em nhá. Chiều cao 18 mà dày lắm đấy ạ. Chứ còn thường thường những cái tác phẩm heo này thường thường mọi người mua thì nó chỉ dày tầm khoảng 15 thôi, 15 hoặc 14 thôi, còn đây là dày 18, nó rất là dày luôn ạ. Xuất sắc luôn, một chú heo đứng bao tiền. Bây giờ em sẽ giao lưu mọi người này, bởi vì cục phôi này nó khá cao ấy, nó nặng phôi đó. Bình thường một chú heo như thế này mọi người mua nó phải rơi tầm khoảng 1,4 triệu, 1,4 triệu, 1,4 triệu em nghĩ là khá là rẻ đấy. Chất lượng phôi như này em để cho mọi người này, 1.050.000 không ship anh em nhé. Chú heo này uy tế, nó uy tín này cơ mà. Đế này phải cắt đi mới được như này mọi người, chứ còn không cắt đi thì không được này đâu. Cái vân này đó, cái đế vân như nào thì bên trên người con heo vân đúng như thế luôn. Thực ra một đàn heo tầm khoảng 20 con thì chỉ được tầm khoảng 5-7 con như thế này thôi, còn những con còn lại là bán hòa là nhiều anh em ạ, bán hòa rồi, thậm chí là có những con để lâu quá còn phải bán lỗ cơ, lỗ sâu là khác ấy. Đúng rồi, khá lâu rồi em mới làm heo cẩm, chắc phải gần 1 tháng này rồi em mới làm lại. 1050 anh em nhé, đẹp lắm thật sự, mọi người nhận sẽ ưng lắm ấy, em không dám nói sai một từ đâu, anh em nhận cực kỳ ưng luôn. Tiếp theo là một cụ thỏ gỗ chắc, đây là một cái rễ chắc cái này, một cụ ơi mọi người nhé. Đây nó là một, chính là một cái rễ chắc đấy anh em, là một cái rễ chắc. Anh em nhìn xa thì mọi người sẽ thấy là cái màu của nó không được đỏ lắm đâu ạ, nhưng mà khi anh em vào càng ngắm gần mọi người sẽ thấy nó càng đỏ lên, gỗ nó càng đỏ lên nhiều. Này, đẹp chưa này, sụn chắc. Cái chắc đỏ của chắc đỏ đen của mình nó sẽ khác cái chắc Thái. Chắc Thái cái màu nó rất đỏ và nó cảm giác nó nhìn nó rất là kiểu mình nhìn cái gỗ nó dại. Đây, quay kỹ cho anh em nhìn. Và em mình cũng xin hứa và cam kết cho mọi người luôn là hàng liền 100% anh em nhé. Đó, đây là một cái rễ chắc. Thì ra cái rễ này với gỗ này thì nó chỉ tầm khoảng 300-350 của gỗ này thôi, nó không nặng đâu ạ. Cái rễ này thì cái giá nó chỉ, ví dụ em cứ gọi là kịch đường tàu thì tầm khoảng 400.000 tiền gỗ thôi, nó cũng không đắt hơn đâu. Này nó ít gỗ hơn cái con cóc, à cái con pho thần tài vừa rồi nhiều. Với lại cái gỗ này nó sẽ dễ lựa hơn mọi người nhé, chủ yếu có tiền công thôi, đục tay 100%, hàng cam kết liền 100%. Em bán chắc thì em đều cam kết cho mọi người luôn, đều cam kết luôn, liền 100%, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép, không vá víu, không vá luôn anh em, hàng không có vá luôn, nên là mọi người yên tâm mà cứ thế mà chơi đi, hàng không vá. Đó, anh em cứ thế mà xúc thôi. Bây giờ em sẽ cho anh em xem đế. Đây, cái đế này này, vì nó là một cái rễ, nó sẽ hơi một chút nũa đây. Đây là quay rõ đó mọi người nha. Đấy, em không vá, anh em thích chốt thì em sẽ vá cho anh em, còn không thì anh em thì để lại cũng được. Còn nếu mọi người chốt, mọi người bảo em vá, em sẽ vá. Thực ra em vá ngay từ lúc lúc thợ làm em bảo vá cũng được, nhưng em bảo thợ để nguyên như này, bởi vì cái này của nó là gỗ tự nhiên và nó chỉ có một chút thôi, vào tầm khoảng 2 phân thôi. Đấy thì mình cứ về mình quay cho anh em ngắm, anh em ngắm nó đúng rồi, vì sợ nhất là khi mình vá vào ấy thì về anh em phát, anh em mày nghĩ là cái này nó thủng sâu, nó thủng đến tận trên này, thủng tận trên này ha, thì lúc đấy nó giải thích nó khó. Thì thôi mình cứ để như này. Còn thực ra gỗ chắc Việt của mình như này là không thể tránh đâu anh em. Này là đẹp rồi, nó không thủng sâu, đây là may rồi. Đây là quá ok. Đấy mọi người chốt thì em minh vá cho anh em nha. Ok. Và kích thước. Đây chủ yếu tiền công đó mọi người ạ. Công thợ thôi.
công đục cũng phải, thật sự là thợ nhà đục thì nó phải rơi vào tầm khoảng 700-800 nghìn tiền công anh em, 700-800 nghìn tiền công hợp lý thôi mọi người. Cao 28, chiều rộng là chiều rộng có rơi vào tầm 12, em lấy vuông 12 đi, cao 28 và vuông 12, cái này anh em phải bày tủ nhé, bày tủ bày kệ. Giao lưu mọi người 999k vừa bán vừa kỷ niệm anh em mùng 1 nhá, cam kết về chất lượng phôi đây. Anh em cứ yên tâm, đến em mình ngủ chắc thì thoải mái đi. Ok, nên cho anh em một cái bức này, em sẽ lên cho mọi người hai bức, nhưng mà trước khi lên cái bức này thì em sẽ để cho anh em ngắm một cái bức dê cẩm đẹp, bức này đẹp, bức này là hàng lưu cẩm ạ, lưu cẩm. Và ngắm cái đế này đặc xịt 100% anh em, đế đặc xịt nhá, ấy chất này. Úi dồi ôi. Quả cẩm dã man, con này khá to mọi người, cả cái đám đằng trước này là lưu hết này. Đây là em mua gỗ thường thôi, mua gỗ thường không mà nó dính tí lu đây anh em, nó là cái rễ nó dính lu thôi chứ không phải mình mua giá lu, mua giá lu thì chết. Quả này vân quái thật sự ấy. Vân nó loang loang, nó xoắn, nó sụn, nó cái kiểu gì mọi người ấy. Anh em biết chú dê nó đẹp một cái gì không? Mọi người biết chú dê nó đẹp một cái gì không? Em sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để mọi người đi mua được những cái chú dê đẹp và những chú dê tuyệt vời mọi người nhé. Thứ nhất, một cái chú dê đẹp là chúng ta nói đến cái tổng thể, nó tổng thể của một cái tác phẩm, không riêng gì dê hay tất cả những cái sản phẩm mà về cái phần con giống thì mọi người nó đẹp cái gì ạ, cái tổng thể, có nghĩa là sự cân đối, nó sẽ có cái sự cân đối từ người dê này và có thêm cái sự cân đối cái phần bao và phần người, nó có hai cái sự cân đối nhau. Thực ra nếu cái bao của nó mỏng quá thì nhiều khi cũng không đẹp, mà cái bao nó lại dày quá, nó to quá, nó to hơn người dê rất là nhiều thì nó cũng mất sự cân đối. Đấy, nó như thế này là rất là hài hòa. Và cái phần bao bên dưới nó đều như này mọi người nha, nó tròn, nó đều và nó dày dặn như này thì là nó sẽ lưng tầm với con dê bên trên rất là đẹp. Em mình luôn luôn cố gắng tìm những cái sản phẩm nó có bệ như này để anh em chơi, luôn muốn tìm những sản phẩm nó có bệ đẹp như này, và bệ này thì nó mới chứng tỏ mọi người đây là một cái gốc, nó là một cái gốc hoặc một cái rễ chứ nó không phải hàng thân. Hàng thân thì nó sẽ thuột, nó sẽ tuột thẳng mọi người nhé, hàng thân thì nó sẽ tuột thẳng chứ nó sẽ không bao giờ có chuyện nó có bệ. Đây là gốc rễ, con này thì cái chất của nó quá tuyệt vời. Đây là chất cẩm, cẩm kiểu cẩm loang đột biến ấy, cẩm Gia Lai của mình, hàng của em liền mọi người nhé, hàng liền anh em nhé, hàng liền nhé, không có chuyện chắp đâu ạ. Chân tay chắc là đều liền hết nhá, không phải có chuyện em chắp đôi như này đâu nhá. Còn nhiều khi mọi người đi mua thị trường chúng ta dính những cái sản phẩm mà chắp đôi thì bình thường ấy mọi người, anh em nhiều khi không để ý kỹ ấy. Nhất là mọi người hay mua Facebook, thực ra trong tất cả những cái nền tảng bán hàng ấy, cái nền tảng mà YouTube này là một trong những cái nền tảng bán hàng, những người bán hàng không phải là mình bán ở đâu mình khen đấy đâu, nhưng mà em có thể khẳng định mọi người là cái nền tảng YouTube là một cái nền tảng nó rất là thật. Ở trên này rất là khó để có thể lừa đảo được như là Facebook hoặc là TikTok. Facebook và TikTok là những cái nền tảng nó trên đấy nó rất là nháo nhào và nó kiểu mình cảm giác cái không gian trên đó nó rất là loạn xì ngậu, nó không có chuẩn chỉ được như là YouTube. YouTube là rất ít người bán, nhưng mà những người bán ở trên YouTube là đều phải là những người cực kỳ đàng hoàng và phải chắc chắn, chứ không có chuyện là bởi vì lập một cái link YouTube mà để tạo được cái thương hiệu, tạo được một kênh, tạo được một cái thương hiệu, tạo được một cái vị trí đứng, nó rất là khó. Nó không như thằng TikTok hoặc như thằng Facebook. TikTok, Facebook thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 5-7 triệu thôi là mọi người đã có thể bán được hàng rồi, đã có thể bán được hàng và chạy quảng cáo là mình có thể bán được hàng rồi thì nó dễ, và nó dễ làm quá, đâm ra là những người lừa đảo trên đấy nó rất là nhiều. Còn ở trên YouTube này để mà xây dựng được một cái kênh để bán được một cái sản phẩm có thể kéo dài đến 3-4 năm, lúc đó mình mới có thể bán được một tí hàng anh em ạ. Nên là trên này là xây dựng thương hiệu trên YouTube rất là khó, nên là những người bán hàng trên đây hầu như này toàn anh em uy tín hết.
Em bán hàng cũng phải hơi chục năm ở trên đây rồi anh em ạ. Cái này là cao là 42 mọi người nhé, cao 42, rộng 25 mọi người ạ. Bức này quá đẹp rồi, cái đế đã đặc, cái đế đặc mọi người nhé. Và chiều sâu cũng rất là hợp lý nhé, sâu 21 phân, mình gọi là sâu 20 đi. Hàng này chắc chắn là sẽ không có tim đâu mọi người nhé, bởi vì gỗ đặc mà. Kiếm được một cục phôi đặc mà đẹp này là khó phết đấy, không dễ làm đâu. Trông này thôi nó rất là dễ, khó làm, không dễ. Cục này thì chất của nó tuyệt vời lắm anh em ạ. Rất là nhiều chun bởi cái hàng gốc lu mà. Nó là cái gốc hay là một cái rễ gì đó mình cũng không hình dung ra được, nhưng em nghĩ nó là cái rễ thì hợp lý hơn. Gốc thì nó sẽ hay bị lũa đấy anh em, này nó không bị lũa, không lũa, không thủng, đặc 100% luôn, đẹp lắm. Cái này nghe nó vừa tầm anh em ạ, không quá to, với cái chiều cao đó với kích thước này là khá là vừa, không to đâu mọi người nhé, không phải hàng to đâu. Đây anh em nhìn này, hàng nhỡ thôi mà chất gỗ, chất vân, đồ liếc chun chiếc là đẹp. Em đã bắn bóng sáng cho mọi người rồi, anh em về chỉ được chơi thôi, tuyệt vời luôn đó ạ. Mọi người ngắm đi, nó hợp với không gian của mọi người thì chơi. Chia sẻ mọi người là em Minh bán hàng ở cái trên cái YouTube này, nó rơi vào tầm khoảng chục năm, hơn chục năm rồi. Ngày xưa nếu để nói về livestream ấy, em không phải tự hào đâu, nhưng em là một trong những người, em là một trong những người bán hàng livestream đầu tiên, bán hàng livestream đầu tiên mọi người nhé, bán hàng livestream đầu tiên ở trên YouTube ấy. Em livestream bằng 4-5 năm rồi, sau này em bỏ, em không like nữa, bởi vì thực sự bây giờ livestream nó loạn xì ngậu lắm, mình chả biết đâu được mà. Với lại người thật được thật bây giờ nó hiếm anh em. Thật ra anh em vào những cái phiên đấu giá hay là livestream bán hàng chỉ có nhân viên nó bán thôi, chủ không đứng ra trực tiếp bán. Và thứ hai là trên đó thì nói chung là nháo nhào lắm, nó không còn thật ngày xưa. Bây giờ thật sự là mình cứ chia sẻ nhau này, vào một cái phiên livestream đấu giá khách, chắc chắn những người khách rồi thì bằng mọi cách là phải mua được cái giá rẻ. Còn người chủ, người chủ bán hàng thì bằng mọi cách phải đẩy được cái giá lên để có đồng công và lãi càng cao càng tốt. Điều đó đều chắc chắn. Và nhiều khi các anh em cứ nghĩ là mình đấu giá như này là rẻ, mua được là rẻ, nhưng không phải đâu. Người ta bán người ta phải có công, với cái quan trọng cái công của người ta làm mức nào thôi. Nhưng mà em nghĩ là đã đấu giá thì chắc chắn anh em mua giờ bị đắt, không bao giờ mua được rẻ, khẳng định thôi. Khẳng định mọi người luôn là mua đắt. Còn cái bức này em giao lưu mọi người này, bức dê tuyệt vời này, để bệ to đấy mọi người nhá, để cắt được như này là rất là nhiều gỗ đấy, đục rất là đẹp luôn. Bức này giao lưu mọi người 2379 đi, một giá hợp lý đi, 2379 anh em nha, giá rất là vừa vặn mọi người, 2379. Chung ở bức này nó nhiều cái bệ, là cắt cái bệ này nó mất rất là nhiều gỗ luôn đấy. Thì em có hai cái bức lu ngọc am này, em quay luôn cả hai bức cho anh em ngắm. Một cái bức em đã vào sát hoàn thiện, đó là bức này, lu này lu Hà Giang anh em nhá, chất đỏ rực luôn. Và một bức này là bức này là chưa hoàn thiện, song mộc và nó đang lên tuyết, đang lên tuyết. Có hai bức nha, đây là bức cóc ôm hồ lô, và đây là một cái dàn bầu bí, đây là bầu, à đây là bí ngô này, bí ngô ở trên này có hai con sóc. Đây cái hàng này đã vào sáp rất kỹ này và đang lên nước này. Hàng này hoàn thiện cách đây tầm 2 tuần rồi này, quên ở trên xưởng này. Có bức này là mới hoàn xong mộc ngày hôm kia. Đấy để mộc nha, bây em sẽ dội nước. Để nó có tuyết nhưng mà thôi, không cần quan trọng đâu. Em dội hết nước hay cho hết cái, cho nó sạch sẽ. Đây là những cái chóp lu nhỏ nhỏ này anh em nhá. Rất là thơm. Hàng này là hàng em mua phôi khá là cao, rẻ. Mời cái chất lu của em chọn cho mọi người những cái chất lu rất là đẹp, anh em yên tâm nó toàn chất đẹp thôi, mà giá giao lưu mọi người rất hợp lý đấy. Kỷ niệm mọi người này ngày mùng 1 đây. Cái này là vừa mới hoàn thiện mộc được 2-3 ngày ấy. Cái này em dặn thợ là không vào sáp để nguyên mộc để quay cho anh em. Đó,
Anh em thấy là khi dội nước vào thì mọi người thấy là nó gần như hai cái giống nhau đúng không? Mặc dù vừa mình quay mộc và thấy nó trắng hơn đúng không? Đây, khi em dội nước vào cái là hai cái đánh nhau. Đấy, đây là một cái minh chứng cho anh em mà nhiều anh em cứ bảo là khi hoàn thiện và dùng màu, không phải đâu anh em ạ. Đấy, chúng ta cứ dội nước cái nó lên màu ngay đi. Dội nước cái lên màu ngay. Đó, hai bước này nhá. Chất nu thì anh em yên tâm, chất quá vip. Chất nu quá vip. Như nu hương luôn. Hà Giang nu nó như thế này anh em này. Đó, đây là chỉ cái chóp nhỏ cắt ra thôi. Em nhìn này. Đó, đây là những cái bìu, chính là những cái bìu lu của những cái cục lũa đấy, người ta cắt ra thơm lắm. Trên này đục hai con sóc thơm lắm anh em ạ. Thơm lắm. Đó, về kích thước cũng như là cân nặng thì ra hai cái bức này nó cũng xem như nhau. Nếu anh em mua lẻ thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút, còn nếu anh em chốt cả cặp thì giá rất êm. Chút cả cặp với giá rất êm nhá. Bây giờ em sẽ quay kỹ từng cái một đi. Rồi, chúng ta ngắm cho dễ. Đây là cái bức số 1. Lật đế này, đế đặc hết nhá, để cắt những cái chóp mà. Đó, lù. Hàng bao cho mọi người không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép, không nứt nát. Đấy, có đục một củ cóc. Cóc ôm hồ lô. Đây, tiền chảy ra đây này. Đó. Thơm lắm. Hàng này thì bao thơm rồi. Cao 27 anh em ạ. Cao 27. Rộng là 25. Và sâu là 16 nhá. Cao 27, rộng 25, sâu 16. Đây nó chóp lu cắt ra. Đây là vẫn là lu đây này. Chấm lu này, nhưng mà cái đằng sau thì nó không có lu mấy đâu. Chủ yếu nó chóp nó nuôi đằng trước rồi thôi. Đó. Cái này nếu mà mọi người mua lẻ ấy, mua lẻ thì em bán 2 triệu một bức nha. Đó là giá cũng cực kỳ êm rồi em ạ, cực kỳ êm rồi. Không thể êm hơn được. Mua lẻ bức này 2 triệu này, còn bức này 2 triệu 2. Quá êm rồi mọi người này. Mộc nguyên này anh em nhìn này, nó có chỉnh sửa gì đâu. Đó, đế này. Sau này không chắp ghép, không dặm màu vẽ vân. Em sẽ vào sáp cho anh em. Lót xong là xoa đi vào sáp. Bức này 2 triệu 2, bức này nhiều gỗ hơn. Còn nếu anh em lấy cả hai bức, anh em vào chốt cả hai bức, em sẽ để cho mọi người là 1 triệu 9. Có nghĩa là hai bức này chỉ 3 triệu 8 thôi. Ok chưa? Trời ơi, anh em đi mua đâu hàng nu xịn sò này mới ra đó. Nhưng mà mọi người thì công chết, nhưng nói gì tôi tiền gỗ. Cái rộng 30 này. Cao 25 này. Và sâu là 17. Sâu 17 mọi người nhé. Sâu 17. Lấy lẻ này, cái này 2 triệu. Cái này 2 triệu, cái này 2 triệu 2. Bởi tiền gỗ lặng lắm mọi người ạ. Tiền gỗ đắt lắm. Cái hàng này nó không rẻ đâu. Cái 2 triệu 2. Cái 2 triệu. Còn lấy đồng giá đem lấy cả 2. Em lấy mọi người 1 triệu 9 một cái. Nó chốt cả 2 đi nhé. Thơm lắm. Thơm lắm anh em. Đắn đo làm gì. Giá quá hợp lý. Giá nghe hợp lý rồi. Vấn đề lứt nát anh em yên tâm. Rất đẹp. Rất đặc cấp. Đẹp lắm anh em ạ. Sau lưng đây, sau lưng nhá. Thật ra em rất thích những cái bức tượng kiểu này anh em ạ. Nó có cái độ gì đó nhìn nó rất là sướng. Em không biết là anh em như nào, nhưng mà riêng những bức tượng gỗ hương mà bám giác này em nhìn em rất là thích. Tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Đây là một cái rễ. Một cái rễ nhưng mà nó đặc một cục luôn. Đặc một cục luôn. Đế đặc 100%, cắt đi nha.
đây mọi người đằng sau lưng mọi người thấy gỗ nó cực kỳ mập mập và dày và có những cái loang điểm rác rất là đẹp đằng sau nhá, đẹp, gỗ đẹp lắm, chùn trước rất nhiều luôn. Cái này nó chính là cái mắt là ngủ đêm và mũi nó đốt quá các bác ạ, mũi thật bu của người ấy. Còn đây là mặt trước ơi, đẹp lắm. Cái này bày bàn hoặc bày tủ bày kệ rất là ok luôn. Em đo luôn kích thước cho anh em, full chất lượng thật. Cái này cao là 37 mọi người nhá, cao 37, chữ rộng là khá rộng luôn, thọ ôm đào rộng là 28 ấy, giờ ngang có phết, cao 37 rộng 28 và sâu khá sâu luôn, dày dặn dày 20, đẹp lắm. Đây thì chủ yếu lên thằng nhỏ sáng sớm. Đẹp cho anh em. Nhìn quả dáng thích nhỉ. Gỗ đẹp lắm, gỗ hương mà bám rác thì gỗ bao giờ rất là tươi và hồng luôn. Cái màu này là màu tự nhiên nhá. Cái màu chắc, một cái màu trắng trắng này này. Gỗ mi cụ là tự nhiên 100% ấy. Tôi lắm mới làm một pho bám rác. Trước thì làm cái hàng rác thì nhiều, nhưng bây giờ gỗ nó cũng không còn nhiều cái hàng như này mà làm. Phùi. Trước nhiều hàng ấy nó mọi người, chưa gỗ nó rồi rồi. Một tháng em có thể làm được đến 30 40 bức như này, thậm chí là 50 bức như này. Anh em một tháng có thể làm được tầm 50 bức như này. Nhưng bây giờ thì khan phùi thật. Quá khan luôn. Thực bán cái hàng này nhiều dã man. Chất phùi. U một cục luôn. Nó cục phùi mà nó vào đúng cái tầm mà nó rộng rãi mà nó tròn đẹp như này nhiều khi cũng khó phết ấy. Xong rồi về làm sao ông bán cho mọi người cái giá hợp lý. Anh em nào có cái không gian vừa vặn, những cái ô biết là mọi người để cụ nó rất là đẹp. Đế đặc anh em nhé, đế cắt đi đặc mà. Giá này mọi người chơi vô tư nhé, cam kết luôn cho anh em chơi vô tư thoải mái luôn. Thoải mái luôn cho anh em chơi luôn. Anh em là ngắm cụ hợp lý thì mọi người bê cụ về chơi. Đẹp nhỉ, nhìn thích vô cùng. Này mà kiếm được 3 cụ như này đẹp. Đây là một cụ thọ này, mà kiếm được thêm 2 cụ nữa vào cái bộ phúc lộc thọ thì quá tuyệt vời. Nhưng mà sự là không thể kiếm được, khó lắm, khó lắm. Ngày xưa em năm 22 làm cái hành này mà thành một bộ phúc lộc thọ cho mọi người chơi đấy. Nhưng bây giờ thì sự khoai không làm được. Tôi không làm được gì được. Giờ kiểu gỗ nó hiếm. Thật ra là khoai không làm. Bước này em giao lưu mọi người giá là 1.900.000 anh em nhé. 1.900.000 anh em nhé. Giá hợp lý ngày mùng 1 thôi. 1.900.000 anh em chốt thì nhanh tay nhé. Thì thật mà có bức như này. Đẹp thật sự luôn. Đẹp thật sự. Thật sự là quá đẹp. Chuột chặt VIP nha, một con thứ nhất thì nha, một con thứ hai rồi nha, hàng cam kết liền khối nha, con thứ nhất anh em ngắm chặt VIP, chặt cũng khoảng chặt VIP, một con thứ nhất không chặt ghét nha. To đấy ạ, kiếm một cục chắc mà to để làm đống chuột liền như này cho anh em là cũng không dễ đâu. Em sẽ chia sẻ cho anh em một cái ví dụ điển hình khi anh em mua những cái tác phẩm gỗ chắc trên thị trường, người ta sẽ chắc ở đâu ở những cái tác phẩm chuột như này, một con giống như này là họ sẽ hay chắc đôi. Chắc đôi anh em mình dùng câu chuyện chắc đôi như nào không? Chắc đôi là chắc một phát ở giữa này này, nó sẽ có hai phần,
một phần bao và một phần người bên trên này. Nó sẽ dùng hai củ gỗ chắp đôi và nó lấy cái khoảng ở giữa này. Cái khoảng ở giữa này nó sẽ sơn đen. Anh em sẽ không biết được. Vì thường thường anh em sẽ không để ý khoảng ở giữa này đâu. Mọi người thường để ý những phần khác, cái khoảng giữa anh em không để ý. Đấy. Còn riêng đối với sản phẩm này anh em nhìn đây này. Một cách đơn giản mọi người nhận biết này. Mọi người xoay trong cầm này mọi người thấy. Anh em có thấy cái màu đỏ ăn từ dưới nó ăn lên đây không? Ăn lên đây không? Nguyên anh em nhìn thấy không? Đó. Nghiền chưa? Đấy này. Uy tín chưa? Đây là một cái rễ rất to này. Nhưng con này thật sự mọi người là anh em có thể đi mua một con chuột chắc như thế này với kích thước này, với cái giá dưới 1 triệu, dưới 1 triệu có nhiều lắm, tầm khoảng 900-800, nhưng mà xin thưa mọi người chắc chắn là sẽ không có tiền đâu, chắc bét nhà luôn. Đây em này, em chuột này cao 31 mọi người nhá, cao 31, rộng 22 và sâu 15. Cao 31, rộng 22 và sâu 15. Cái này anh em chơi cái mặt trước. Đây là mặt trước nha. Mặt này mặt trước này. Cái mặt nó có cái miệng bao tiền quay ra này. Nó chính là mặt trước. Đây chắc cũ nha. Chuẩn chắc Việt của mình nha. Màu này là biết rồi. Đây là mặt trước này. Đây là mặt sau. Đây là mặt sau anh em nhé. Đây là mặt sau. Cái mặt bao tiền nó bao giờ phải quay trước này. Đây là mặt trước. Cục chắc mà để mà làm con chuột đặc như này không dễ kiếm đâu. Có một con duy nhất đây. Anh em nếu là theo dõi em Minh, anh em có theo dõi hàng mấy tháng giờ em không có con chuột chắc nào như này. Đây là làm duy nhất một con. Và được một cái cục gỗ nó vào cái thế làm con chuột này, làm duy nhất cho mọi người một con. Và để cho anh em cái giá nó cũng hời đi. Để cho mọi người con chuột này 1379 mọi người nhé. 1379 không ship. Và hàng cam kết chất lượng, anh em yên tâm. Không có chuyện chắc nào. Chuyện chắc đó nha. Đây này, em yên tâm, không chuyện chắc đâu. Đó, chắc đen 1379. Đẹp duy nhất. Hàng khó lắm, hàng chắc liền. Khó lắm. Chung là rất khó làm. Ra làm gỗ ai cũng muốn làm hàng liền hết, chả ai muốn làm hàng chắc. Nhưng mà do là cái giá thành thôi anh em ạ. Và cái độ khan hiếm thôi. Cố chắc nếu mà làm bằng điện nó khá lắm. Có thì bọn em đều muốn hết, đều muốn làm hết chứ. Nhưng mà nó khan gỗ nên là cái giá phôi nó cao. Về làm giá thành nó đội cao quá. Em giới thiệu một cái bình nêu hương. Ui dồi, nặng quá. Bình anh em đi mua thị trường không dưới 10 đâu. Không dưới 10 đâu mọi người. Em đảm bảo với anh em luôn. Không dưới 10 đâu. Với cái tỷ lệ lui này thì thật sự là không dưới 10 đâu. Đây là một tác phẩm nho sóc ông Bình, chất liệu là gỗ lu hương và giá này là giá lu anh em nhá. Tính chính với mọi người đây là lu hương và bức này lu rất nhiều. Bức này anh em mua thì không dưới 10 đâu. Đục liền 100% nhá, từ cục phôi cắt móc của đục liền. Anh em bấm tổng thể đi nhá. Đó. Không chấp ghép cái gì nhá. À. Ok chưa? Lưu hương đó. Em bán cho mọi người giá rất hời luôn cho anh em chốt. Cực kỳ hời luôn. Bàn xoay của em đang để cái con gì là to thì em chưa bê ra được. Lúc này với cái độ lu này là nhiều anh em. Nặng lắm. Hàng lu bây giờ nó rất là nặng.
anh em nhìn chưa, lu này, hàng không có vết đâu anh em nhá. Tuyệt vời chưa, lu hương hương ta Gia Lai ấy nhá. Nhiều bác bây giờ các loại hương đá giả lu hương nhiều lắm, các loại hương đá giả thành hương ta nhiều lắm anh em ạ. Anh em mua tỉnh táo dính toàn ngay, nhiều bác tham rẻ dính hàng hương đá nhiều lắm, dính hàng hương đá nhiều lắm. Đây mặt sau anh em, mặt trước và mặt kia của gỗ to lắm anh em, bo được cái bình này. Giá anh em chốt nhanh nhé, em nói thật mọi người, giá hôm nay em báo mọi người chốt luôn, chốt luôn nhé, nu hương bán giá này thì chốt luôn được, không phải nghĩ đâu ạ. Ui nặng thật ý, tuyệt vời nhá, tuyệt vời ông mặt trời nhá. Mà đo kích thước nhá, đo kích thước nhá, đo kích thước, đo kích thước to đấy nhá, to lặng đấy nhá các bác nhá. Mũi quá, kiểu mũi đô sưng chân kinh thật. Đây có hai tác phẩm lưu hương cho anh em ngắm, cao 50 mọi người nhá, cao 50 chiều rộng này, đo kiểu gì hơi khó đo, rộng 40, ui to phết này, sâu là sâu 35, á chà, cao 50 rộng 40 sâu 35, cái này để đun đà tuyệt vời, đun kẹp ấy, đun kẹp bàn ghế tuyệt vời luôn. Bức này nếu mà với độ lu như thế này và chất phối to như thế này thì chục triệu là bình thường. Em mình để cho anh em một cái giá, anh em nghe phát xúc luôn này, ngày mùng 1 đầu tháng nha. Mùng 1 đầu tháng hoan hỉ, anh em xúc luôn. Xúc luôn nhá. À xem nào. Cái giá này bán nha. Giá cũng khá căng. À để cho anh em mà. Thôi 5.5 đồng, 5.5 đồng nha, xúc đi anh em, một đồ tháng xúc. Ui bức này đu nhiều lắm, đẹp lắm các bạn ạ, xúc đi các bác, xúc 5.5 đồng, 5.5 đồng mà to lắm, to không nhỏ, không nhỏ nhá, không nhỏ. Ok, cái nu này em nói mọi người, em mua giá chỉ có 58.000 một cân thôi, chứ còn người ta đi mua đắt toàn 100% thì em nói thật mọi người nhá, 100% một cân thì em chia sẻ mọi người này, nát đoàn luôn. Dã man. Nặng lắm. Ui to lắm, cắt đi các bạn. Không dễ làm đâu. Đẹp lắm phải. Anh em nhận hàng cực kỳ ưng nhá. Rồi. Hàng lu đắt tiền đây. Nhưng mà cái loại này nó hay bị rỗng lắm anh em. Anh em nào thích chơi lu thì chơi hàng này nhá. Lu đắt tiền đây. Má nó đắt lắm anh em. Chục này thùi. Lu kín. Cám kín 100%. Đây một con ốc sên, đang đổ một con ốc sên này, con ốc sên này. Đây là một cái củ lu hương. Hàng 100% tự nhiên, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép. Nó có rác, cáo cái rác gì rồi này. Anh em nhìn này. Sợ chưa? Cá 100% lưu này có thể lên đến 1.000.000 một cân. 1.000.000 một cân. Úi dồi ôi. Mỗi tội này. Có thủng bố đâu còn đâu.
Thùng của mẹ con các bác ạ. Đấy. Nhưng mà anh em biết em mua của gỗ bao tiền cân không? 250 một cân. Thực ra nếu cái cục gỗ này mà nó không thủng ấy em, mọi người nó không thủng ấy, thì là phải 1 triệu một cân đấy. Nhưng mà nó thủng là mua 250 một cân. Đây là đầu tiên nó còn đòi là 350. Mình bảo thôi thì mẹ, 350 thì mua về làm sao được, anh để cho em 250 thôi. Nó bảo không được, giá này bán sao được chú mẹ. Nu kín 100% mà nu cám này, nó bị thủng cái lỗ thôi. Nếu nó đặc ấy thì về mà đục cái gì nó cũng dễ. Tội nó thủng má. Và bên ngoài nó đều có rác như thế hết nhà này anh em nhé. Đây này, nó đều có rác này hết. Cào hết cái rác đi ấy. Nhưng mà nu đẹp thật. Thôi em về em cào mẹ cái bình này ra. Về anh em, anh em bày nhá, anh em có cái kiểu là cái gì anh em cắm vào đây. Nói chung là tùy anh em có cái gì hợp lý thì anh em cắm vào đây. Còn không biết anh em cắm cái gì, hàng họ này, lòng ngoằng linh tinh anh em, hoặc là giấu tiền, giấu lòng thì đút vào đây. Không lấy cái gì bịt vào. Đấy, bịt vào. Nhưng mà nụ đẹp lắm. Phê thật. Má phê thế. Hạch giữa cân cáo. Ok thôi anh em, mà không chốt thì em để em chơi. Vì nó nhiều lu mà. Này. Lu nó 100% luôn anh em. Lu hương ấy nhá. Úi giời. Phê thật. Nó đặc kể cục phôi là phải 1 triệu một cân ấy. Là kín như này mà. Nào tiếc là nó lại thủng, mà nó thủng nên mấy anh em mới mua được giá hợp lý thôi. Chứ còn không thủng thì chết đoàn luôn. Đó anh em ngắm đi. Ok, và cái tầm ngắm thì xúc mọi người nha. Quan trọng là nó như thế nào rồi. Đó. Cục lu lại em giao lưu mọi người giá nha. Anh em đi mua một cái bình lu mà kín như này à, rẻ phải 10 triệu. Này. Sợ thật. Cái này thì thành cho ai thích chơi lu chơi được. Giá giật mình luôn này. Đủ cám hết mới sợ chứ. Cám hết luôn. Kinh thật. Vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm vừa khuyến mại anh em. Nói chung lấy tiền gỗ và một tí tiền cào cua cấu với công của em. Cái này chỉ cào cấu thôi chứ còn chả phải làm cái gì mẹ gì nó khó khăn cả. Đây. Quan trọng là hàng không có vẽ vân đâu nhá, không có vẽ nu đâu đâu các cụ nhá. Cụ nào mà thích chơi nu được bơi rồi, nhưng không có vẽ vân đâu. Hứa luôn nè. Nguyên bản hết. Để giá nào nhỉ? Đẹp thật. 4,5 triệu. 4,5 triệu nhá. Ai xúc được xúc. Nó rẻ. Nói chung là so thị trường quá rẻ. Quá rẻ anh em. Hợp lý. Hợp lý. Chung là giá hợp lý. Nghe là thấy hợp lý đấy. Thế sao mà còn bán đến mức này thì sao mọi người là ai bán đâu. Nụ nhiều quá. Nhìn nó sướng. Nhìn nó sướng anh em. Đã có mắt luôn. Ôi trời ơi. Muốn quay cho một lần to. Đợi, ngại bê quá. Ngại bê quá anh em. Đẹp, nói chung là đẹp, xuất sắc. Nhức lách luôn. Ok, tôi clip của em Minh này xin dừng ở đây mọi người nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À đây, em bán kỷ niệm mọi người bức này thôi, từ từ các bác đừng tắt máy nhá. Để em bê cái bức này ra em bán tặng mọi người đi. Một bức gì là ngọc am to hàng lũa, một cái gốc lũa đẹp, to lắm, nặng lắm. Bán kỷ niệm anh em, đợi một đợi 2 phút đã. Mới cởi to.
em nói mọi người là cái mức Di Lặc Ngọc Am này của em ấy, nếu mà nói về mùi thơm ấy, nó là bố của thơm luôn, bố của thơm luôn mọi người nhé, thơm nhức mũi luôn. Mực này nó là hàng nguyên một cái gốc lũ Hà Giang, thơm lắm, bố của thơm luôn, thơm nhức mũi luôn đấy nhé, thơm kinh khủng. Cái này làm lâu lắm, gỗ để lâu lắm này, gỗ lại mua từ cách đây phải 3-4 năm, vừa đặt vừa rồi hết gỗ bỏ lại, bây giờ gỗ lại đầy, bây giờ gỗ về đầy, giờ vừa rồi khai gỗ nhưng bây giờ gỗ về đầy đầy, nhưng mà kiếm được cục gỗ đẹp là bỏ. Em bê lên cho mọi người nhá. Gỗ sụn đấy, ôi trời ơi, nặng thế nhỉ, bên dưới gỗ nó đặc anh em ạ, nó chỉ đũa bên trên thôi, bên dưới nó đặc nặng. Ây da, ây da, đừng gãy nhá, đừng gãy nhá, đừng gãy nhá, đừng gãy, đừng gãy, đừng gãy. Rồi, to lắm. Đây là nguyên một cái rễ, không, nó là cái gốc, nguyên một cái rễ, cái gốc, gốc lũa. Chưa. Một bức Di Lặc Cầm Lá Sen được chế tác hoàn toàn niềng nguyên khối 100% trên một cái gốc lũa Ngọc Am Hà Giang hàng u sụn. Bên dưới đế nó lại đặc lũa, nhưng nó chỉ lũa một phần góc trên này thôi, nhưng bên dưới đế lại đặc hết, bên dưới đặc hết mọi người nha. Hay không? Hàng niềng khối 100%, không giảm màu, không vẽ vân, không chấp ghép. Hàng đã hoàn thiện được tầm khoảng hơn chục ngày, đang lên nước rất đẹp. Anh em nắm tổng thể đi. Em sẽ để cho mọi người cái giá rẻ hơn anh em đi mua gỗ trên thị trường, rẻ hơn mọi người đang đi mua phôi nhá. Mà trong khi đó em còn có cả công thủ công đục của em ở đây luôn. Nay mùng 1 đầu tháng hoan hỉ anh em bê cụ về chơi. Anh em nào thích chơi hàng lũa, hàng thế thì xúc nhá. Còn anh em nào thích không thích cái hàng này thì có thể bỏ qua. Ơi anh em nhìn này, da sụn này, gỗ đỏ này cơ mà, nhìn anh em đỏ không? Anh em có công nhận mem của gỗ đỏ cực đỏ không? Đó rực luôn. Diện cụ đây, đây cái lá sen đây, sau gỗ bạt hết ra đây, cho thơm cho mọi người đây. Đây da gỗ này, da lũa này, đó đây sụn này, sụn những cái dọc này là sụn này, sụn này đấy, nó là nguyên một cái gốc ấy đó. Bên nhưng bên dưới lại đặc nhá, sao nó lặng là do bên dưới nó đặc này. Hàng này trời phê lắm, thơm lắm. Thơm lắm nhỉ, nó là bố của thơm luôn mà. To à. Khủng. Lạc. Rẻ. Mọi người đi mua những bức này ở thị trường, nhiều khi cái hàng lũa này ấy, người ta quát rất cao anh em ạ. Thậm chí cả chục triệu. Quát rất cao luôn ý. To như này. To lắm. Quát giá rất kỉnh, khủng khiếp luôn. Em giật mình luôn. Hàng cam kết chất lượng phôi nhá, cam kết nhá. Cái này em cái đám sụn để lại này, đám sụn này không nhỏ đâu các cụ ạ, to lắm, không nhỏ đâu nhá, không nhỏ đâu, to lắm. Anh em chốt luôn nhá, đừng đến cái giai đoạn nghe giá, bởi vì là nếu mà nghe đến cái giai đoạn nghe giá là chắc là không còn đâu. Với giá này, với chất lượng phôi em cam kết thì chắc không còn đâu. Cao 93, to lắm. Chiều rộng của cụ nào, chiều rộng là 56 phân, cao 93, rộng 56 phân, đằng sau gỗ đặc 100% nhá, đằng sau là gỗ đặc 100% chứ không đằng sau, đằng sau đâu lũa là em mình cào hết rồi nhá, có những phần lũa cào hết rồi. Sâu này, chiều sâu của bức này là 37 phân anh em ạ, dày thế nhở, sao nó lặng dày quá. Cao 93, rộng 56 và sâu 37 phân. Đây là nguyên một cái gốc, mình gọi là gốc lũa, nhưng thực ra nó cũng khá là đặc luôn. Bên dưới đấy đặc hết 100% luôn, nó rất là lặng. Đấy, lũa, lu sụn, u sụn. U sụn không phải lu sụn, Hà Giang. Thơm, vip đẹp, hàng ngày lưu kho mấy năm rồi. Đợt vừa rồi cách đây 2 tháng là hết gỗ, hơn tháng là hết gỗ, bỏ đục. Còn bây giờ thì gỗ lại về nhiều rồi, không đục hàng này nữa. Hàng ngày lưu kho bỏ đục thôi. Thơm lắm, nhiều gỗ và tỷ lệ thơm rất là ác luôn. Giá cho anh em này, anh em nghe đây, nghe và chốt luôn này,
Bây giờ bước này thị trường thì không lấy trục đâu. Nhất là cái hàng kiểu lũ lũ này nhiều khi người ta quát kinh lắm. Quát kinh lắm anh em ạ. Quát kinh lắm anh em. Em để cho anh em này. Để cho anh em cái giá hợp lý đi. 4790 giá thần tài nha. Gỗ thôi. Em nói mọi người, nhiều khi anh em đi mua củ gỗ này chưa chắc đã mua được cái giá đúng không? Củ gỗ này anh em nhiều khi anh em mua toàn 6 triệu, 7 triệu đến gỗ này. Nặng lắm, củ phui ban đầu hơn tạ mà. Hơn tạ cắt đi làm mà. Nhưng em mua phui giá hợp lý lắm mọi người ạ. Mua phui hợp lý lắm, em minh với mọi người. Để làm cho mọi người cái giá này rộng. Hợp lý lắm. Công anh em, nhiều khi công em nghĩ là 4790 công được bao nhiêu đâu. Mà thợ như em làm thì mọi người biết rồi đấy. Rất là thấp. Và em bán cho mọi người em lấy công của em cũng rất là thấp. 4790 không ship nhá. Anh em giật mình đâu. Chốt đi, nhanh còn kịp. Nhanh thì còn và chậm thì chắc là không còn đâu. Nói thật, giá này thì chắc không còn đâu. Đó thì cũng chuẩn chậm nó còn đâu. Uống sao đặc hết nhá. Cáo hết đi vào. Đây em lật cái đằng sau cho mọi người. Đế thì dưới thì thôi là đặc nhá, em không lật đế đâu. Nặng của bố. Thế này. Đặt hết cào đi, đặt hết nha, không còn rạch thành hình lá sen này này. Anh em nhìn chưa? Rạch thành hình lá sen này. Thơm lắm, hàng này nó rất là thơm luôn. Bố của thơm luôn. Đẳng cấp thật sự. Ui, lắng quá anh em. Thời tiết bắt đầu lắng. Nắng chang chang rồi. Thế bảo áp thấp nhiệt đới mà chả thấy áp thấp nhiệt đới đâu, vẫn cứ lắng chang chang. Đây là nắng tháng 8. Nắng dám ra bưởi đấy mọi người. Tháng 8 nắng dám ra bưởi đấy. Các cụ có câu ấy. Tháng 8 mà nắng dám cái ra quả bưởi ấy. Ở ngoài Bắc em này thì là nắng này kinh lắm. Và bọn em làm đồ gỗ là sợ nhất cái thời tiết này mọi người. Sợ kinh khủng luôn. Bởi vì nó còn sợ hơn cả cái thời tiết mùa hè. Bởi vì cái này người ta gọi là nắng hanh khô. Và nắng hanh khô thì nó lứt dã man. Ok. Một đầu tháng chúc anh em tháng mới hoan hỷ, phát tài, phát lộc, bình an. Bạn chú ý. Em xin chào lại xem video tiếp theo, nhớ dành mê xíu luôn này, chứ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em xin chào lại.